Đây là cánh đồng áp dụng thâm canh lúa cải tiến SRI theo hướng hữu cơ tại xã Đại Cường, huyện Ứng Hòa sau cơn mưa rông. Còn đây là cánh đồng của người dân canh tác truyền thống trên cùng địa bàn xã Đại Cường. Có thể thấy, dù cùng chịu tác động của mưa rông, nhưng cánh đồng áp dụng SRI gần như không bị đổ ngã, còn cánh đồng canh tác truyền thống lại có diện tích lúa bị đổ chiếm đến hơn một nửa. Thành quả trên tới từ mô hình thâm canh lúa cải tiến theo hướng hữu cơ, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Hà Nội phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Đại Cường, Hợp tác xã Nông nghiệp Đại Cường tổ chức với sự tham gia của 200 hộ dân trên quy mô canh tác khoảng 50 ha. Nhờ đó, mô hình áp dụng SRI theo hướng hữu cơ trong vụ xuân 2023 tại xã Đại Cường giúp tiết kiệm 40% lượng giống. Cụ thể, lượng giống của ruộng mô hình SRI chỉ cần 0,6 kg một sào, thấp hơn 0,4 kg một sào so với ruộng ngoài mô hình. Đặc biệt, trong bối cảnh việc lấy nước phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội gặp nhiều khó khăn, áp dụng SRI giúp việc canh tác lúa theo hướng hữu cơ tiết kiệm được từ 2 đến 3 lần tưới mỗi vụ. Xã viên bên cạnh là cứ hỏi đến chúng tôi là cấy lúa gì, chúng tôi bảo là chúng tôi được mô hình SRI mà được phân hữu cơ này cấp trên gửi về cho chúng tôi. Lúa của chúng tôi là đến hiện tại đến bây giờ là lúa rất là đẹp mà chúng tôi năng suất rất là đạt cao, mà chúng tôi lại còn cảm ơn là chúng tôi không phải phun thuốc sâu nữa. SRI năng suất đạt gần 80 tạ 1 ha, tăng 7,8% so với ruộng ngoài mô hình. Nhờ đó, lợi nhuận ruộng mô hình SRI đạt trên 43,7 triệu đồng 1 ha, cao hơn hẳn so với ruộng ngoài mô hình chỉ 32,8 triệu đồng 1 ha. Cái kết quả của cái mô hình được bà con đánh giá rất cao, và đặc biệt là vào cái vụ mưa rông này thì trong cái diện tích 50 ha áp dụng này là cây lúa rất là cứng, không đổ. Còn các những ruộng bên cạnh thì vừa rồi có trận rông là đều bị đổ. Đây là cái mà khác biệt trong cái thực hiện cái mô hình SRI. Định hướng đến 2030 chúng tôi dự kiến để áp dụng toàn phần đối với những cái khu có diện tích thủy lợi mà tốt thì chúng tôi dự kiến triển khai khoảng sắp xỉ 20.000 ha, còn lại là trên 90% là trên 70.000 ha là sẽ áp dụng cái từng phần. Vụ xuân 2023, huyện Ứng Hòa gieo cấy gần 8.400 ha lúa, trong đó lúa chất lượng cao chiếm hơn 82%. Hiện nay, ngành nông nghiệp huyện đang triển khai nhiều mô hình canh tác lúa chất lượng cao, trong đó mô hình thâm canh lúa cải tiến theo hướng hữu cơ tại xã Đại Cường nổi lên là cánh đồng tiêu biểu cho năng suất và chất lượng rất cao. Đối với sản xuất lúa chất cao thì trong nhiều năm nay thì huyện đã cũng tất cả chọn mô hình, đặc biệt những rừng lúa giống mới, là huyện sẽ hỗ trợ 50% chi phí về giống, 5% chi phí phân bón. Đấy, những giống lúa mới có chất lượng cao và có giá trị kinh tế cao thì huyện đều hỗ trợ. Để mô hình thâm canh lúa cải tiến theo hướng hữu cơ đi vào chiều sâu, lãnh đạo huyện Ứng Hòa đề nghị các hộ dân tham gia mô hình không sử dụng bừa bãi thuốc bảo vệ thực vật để chuyển đổi sang hướng hữu cơ, hướng đến mô hình cánh đồng lớn, nói không với sử dụng thuốc bảo vệ thực vật.